đừng khóc, trái tim của anh đau lắm. Anh chỉ muốn trên đôi môi em nở nụ cười xinh. Cuộc đời như sóng gió, đừng lo có anh đây mà. Ngày dài sẽ trôi qua, anh biết tổn thương người quá nhiều. Một tay lau nước mắt, một tay ôm lấy em chặt từ nay mãi về sau. Và anh hứa sẽ không buông tay, có anh ở đây. Từ nay nước mắt em chẳng cần từ lâu, vì đã có anh ở phía sau em này. Một tay để ôm em, một tay để lau nước mắt. Cầm tay anh em nhé, đừng lo tháng năm sau này. Mạnh mẽ mãi làm chi, là con gái cũng phải yêu mềm. Một tay lau nước mắt, một tay ôm lấy em chặt từ nay mãi về sau. Và anh sẽ ôm em trong tay, nói anh ở đây. Và anh sẽ ôm em trong tay, nói anh ở đây. Cô Nguyệt, sao cô đổ hết đường vô vậy? Cậu Bách á, bình thường uống ít đường lắm mà. Bộ cô quên nên đổ hết hả? Em nấu nước sâm cho cả nhà uống, em không có chừa phần cho anh Bách nữa. Bộ cô Nguyệt dặn gì cậu Bách hả? Dạ đâu có, tụi em bình thường mà. Sao chị hỏi vậy? Dạ, tại bình thường cậu Bách không uống, tôi thấy cô Nguyệt cũng chừa phần mà. Em chừa hoài, nhắc hoài, tính á là anh uống cho mát, tốt cho sức khỏe. Nhưng mà anh chỉ thích uống bia thôi. Lâu lâu á, miễn cưỡng lắm thì uống được một ly. Có khi còn không thèm uống nữa. Nên là thôi, em không có chừa nữa. Đỡ mất công mình phải phân ra. Rồi anh đỡ bị em làm phiền nữa, cứ kêu réo ảnh hoài. Dạ, nhưng mà cô cũng phải nhớ coi ngó đề phòng, chứ không á cậu Bách lại xa ngã nữa. Nhỏ kia, thằng Bách nó làm gì sai trái mà nó xa ngã chứ? Có trách thì trách ai kia kìa, có chồng mà giữ cũng không xong. Ôi, đàn ông mà, nó có mất mát gì đâu. Coi như nó thay đổi phong thủy đi, biết đâu nó đẻ được con trai nối dõi tông đường cho cái nhà này. Bà, bình thằng Bách riết á, ăn nói lung tung. Con trai con gái gì á cũng tốt mà, miễn là ngoan ngoãn giống như là con Sam, con Nắm là gia đình có hậu rồi. Dạ, ba mới về. Ông chủ, sao nay về sớm vậy? Về bên đúng lúc quá ha. Ông ơi, ông bị sao vậy? Ê, ba. Con ơi, mau đỡ ba lên lầu. Mau lên con ơi. Trời ơi, đã nói là đừng làm việc quá sức luôn. Ba đi được không ba? Đi. Bây giờ gọi là vừa. Không lẽ tập đoàn lớn này mà họ đi lừa mình sao?
Alo. Dạ anh Thông. Anh Thông ơi, bây giờ em gửi hợp đồng qua cho anh, anh tham khảo giùm em. Nếu như mà có thắc mắc gì thì ngày mai anh hỏi em nha. Ừ, được rồi. Dạ, cho anh ạ. Thì ra đây là cái hợp đồng cổ nói chuyện bên lúc nãy chưa kịp xóa tên. Chắc bây giờ đã đọc rồi. Anh Thông ơi, em gửi nhầm hợp đồng rồi. Cái sao mới đúng nha anh. Anh Thông coi qua giùm em nha. Sáng mai 8 giờ bên em qua ký hợp đồng nha anh Thông. Thôi, không cần nữa. Tôi suy nghĩ rồi. Tôi không ký hợp đồng bên cô nữa đâu. Dạ, dạ sao vậy anh Thông? Anh Thông có thắc mắc gì hả? Nếu như mà anh Thông có thắc mắc gì thì anh Thông cứ hỏi, em sẽ giải đáp mà. Tôi nói thiệt với cô nha. Lúc nãy tôi nghe cô nói điện thoại hủy hợp đồng với bên nào đó, tôi không thích. Làm ăn cái kiểu đó, hỏi phải lùm xùm về sau này. Anh Thông nghe em nói chuyện điện thoại hả? Tôi nghe tất cả những gì cô nói. Bởi vì không gian ở đây im lặng, cô nói gì tôi nghe, chứ tôi không có cố tình nghe lén gì cả. Dạ, cái này là lỗi của em. Em xin lỗi anh. Anh có thể không ký hợp đồng này, nhưng mà anh giúp em đừng có nói sự thật này cho sếp em biết được không anh? Nếu mà sếp em biết em tiết lộ chuyện của công ty á, chắc ông đuổi việc em luôn á. Em còn phải nuôi hai đứa con nhỏ ở nhà nữa. Anh giúp em nha anh. Ừ, được rồi, tôi sẽ không nói gì đâu. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Tôi đã thuyết phục ảnh rồi, nhưng mà ảnh không chịu. Ảnh kêu là mình đừng làm phiền ảnh nữa. Để tôi gọi cho anh coi sao. Dạ. Alo. Dạ anh Thành ơi, tôi có nghe cô Dương báo lại là anh không chịu ký hợp đồng nữa. Không biết là có điều gì làm anh không vừa ý, mình có thể thương lượng lại được mà anh. Tôi đã ký hợp đồng cho bên khác rồi, khỏi phải quy trình này quy trình nọ. Đừng có gọi điện thoại làm phiền tôi nữa. Vậy nha. Alo. Sếp, sao rồi sếp? Anh nói là đã bán cho thương lái rồi. Tôi cũng đã thuyết phục rồi. Tôi nghĩ là không có hy vọng gì đâu. Thôi mình bỏ qua chỗ này đi, cho đỡ mất thời gian sếp. Thôi được rồi, bây giờ mình đi tìm thêm vài trang trại nữa có sao? Dạ. Vào đi. Dạ thưa ba, con mới nhà Trương Yến rồi. Ba ăn đi cho nóng. Để đi con. Trời 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 trời, ông hay quá ha. Đã mệt từ hôm qua tới giờ thì nghỉ ngơi đi, cố sức ngồi dậy làm việc nữa. Ông không nghe bác sĩ nói là ông phải nghỉ ngơi sao? Biết rồi, nhưng tôi đã khỏe nhiều lắm rồi. Nằm trên giường hoài nó chán gần chết à. Với lại hôm nay công ty nó gửi vô báo cáo tháng, tôi sẽ qua tôi xem thử mà. Đã nói là giao hết công việc cho thằng Bách rồi mà ông không chịu nghe. Bác sĩ nói sức khỏe trái tim của ông kém lắm, ông phải cần được nghỉ ngơi, ông hiểu chưa? Thì tôi cũng đang dần dần chuyển giao cho thằng Bách đó thôi. Nhưng tôi phải theo sát, quản lý, kìm kẹp nó vì nó còn nông nổi lắm.
vì tình hình khó khăn chung cho nên công ty cũng bị ảnh hưởng. Tôi ráng kìm kẹp thằng Bách để qua cái cơn này, rồi sang năm tôi sẽ giao hết công ty cho nó. Tôi cũng sẽ về hưu, chịu chưa? Nguyệt, hay là con trở lại công ty làm nha con. Dạ. Cái gì vậy? Tự nhiên ông kêu con Nguyệt vô công ty làm là sao? Lúc xưa tôi muốn để con Nguyệt ở nhà làm hậu phương để lo cho gia đình. Bây giờ á, con Sam con nắm lớn hết rồi. Tôi chuẩn bị về hưu là giao lại cho thằng Bách. Tính con Nguyệt á, tỉ mỉ cẩn thận. Ngày xưa nó làm thư ký cho tôi mà. Nếu cho con Nguyệt nó vô nó hỗ trợ, nó làm thư ký quản lý thằng Bách á, tôi yên tâm hơn. Nguyệt, con thấy sao hả? Dạ. Không có đi làm gì hết á. Nhiệm vụ của con là ở nhà lo cho gia đình và con cái. Cứ như vậy mà làm đi. Còn ông nữa, con mình không tin, đưa người ngoài giám sát nó là sao? Bà nói gì vậy? Ai là người ngoài ở đây chứ? Con Nguyệt cũng là dâu mà. Bây giờ nó còn là dâu con, biết đâu sau này tụi nó cơm không lành canh không ngọt, ly dị thì sao đây? Giống như bên Thái Anh kìa, hai vợ chồng ông Hiền với bà Vi đó, suốt cả ngày cứ đưa lên báo tranh chấp tài sản đó. Không chừng sau này chính ông là người đưa cái người ngoài vô cướp công ty đó. Nói gì vậy mà cũng nói được à? Hả? Bà uống miếng nước đi bà. Tại ông đó giờ sao thì cứ để y vậy đi, ông còn bày ra thêm chuyện nữa. Dạ ba mẹ, con không có ý định quay lại công ty làm việc đâu ba. Thôi tùy ý con. Dạ vậy thôi con xin phép xuống dưới phụ chị Xuyến nấu cơm chiều ạ. Ừ. Bà khuyên hoài không chịu nghe. Dâu thì cũng như con, phải yêu thương nó chứ. Ông nhớ kỹ đi, con dâu mà tôi chọn á là con Thùy, tiểu thơ Trâm Anh Đài Cát. Còn con dâu bán cơm á là do ông chọn nó, nghe chưa? Đòi cho giữ vô thì ông tự yêu thương đi, mắc mới gì mà ép buộc người khác. Trời, tôi thua bà luôn. Bây giờ bà nghe tôi nói nè, ngày mai tới ngày rút tiền lãi của công ty đúng không? Bà vô trọng á, bà lấy lãi rút phần nửa đưa cho tôi. Công ty cần nhập hàng mới, tạm thời tôi lấy tiền đó. Chứ vay ngân hàng á, tiền lãi còn cao hơn cái tiền lãi mình đang nhận. Bây giờ thì chỉ còn phần nửa thôi. Phần nửa là sao? Tại vì tôi rút phần nửa để đi đầu tư bất động sản rồi. Trời ơi là trời, bà lấy tiền đi đầu tư bất động sản? Bà biết cái gì mà kinh doanh bất động sản? Bà biết bất động sản bây giờ đó nhiều rủi ro lắm không? Tại sao vậy? Thôi bà hết chuyện rồi đúng không? Thôi ông bớt giận đi. Tại vì hôm trước ông cho nên tôi lén tôi rút phần nửa để mà đi đầu tư bất động sản. Mấy bà bạn tôi đầu tư mà tôi không có đầu tư theo thì mất mặt tôi lắm. Bà biết cái gì mà đầu tư? Trời ơi là trời. Ông yên tâm đi, mấy cái chỗ đó tiềm năng lắm chứ không phải giống như mấy chỗ khác đâu. Chết rồi, sao còn mặt ông xanh lè vậy nè ông ơi? Trời ơi ông ơi. Thôi được rồi, đi qua bên kia nghỉ ngơi đi ông. Đi đi, tôi xin lỗi ông mà ông đừng có giận tôi nữa mà. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Nghỉ ngơi đi ông. Uống miếng nước đi, uống miếng nước đi ông. Đừng có giận tôi mà. Tiền đó là tôi để đề phòng rủi ro. Ngày mai bà đi rút hết về cho tôi. Tôi sẽ đứng tên. Chứ để cho bà tự tung tự tác á, sẽ không còn một đồng nào nữa. Tôi biết rồi, mà ngày mai tôi đi rút mà. Tao mệt đừng nói hoài à. Thank you.
Xe bị sao hả sếp? Sếp, sếp thấy chỗ này sao sếp? Đường rất là khó đi. Cái này là cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư. Với lại chị thấy đó, mưa mới có hơn tiếng à, mà sình lầy vậy rồi sao xe tải vô được. Mà cũng may là tôi hỏi người ta trước nên đi xe máy đó nha. Vậy bây giờ mình đi chỗ tiếp theo nha sếp. Thôi, tôi thấy là nên về đi, trời cũng sắp tối rồi. Có gì mai rồi đi tiếp. Nhưng mà nếu lỡ nhưng mà không được nữa thì tối mai mình vẫn bay về như dự định đúng không sếp? Ừ. Tại bao lâu nay là tôi thấy đa phần người ta thích ăn rau củ của Lâm Đồng, tại vì nó tươi ngon, nên bạn bè mới giới thiệu tôi về đây. Mà chắc là tôi sẽ tìm thêm vài khu vực lân cận của Sài Gòn nữa. Nếu như có, sẽ tiết kiệm được chi phí vận chuyển rất là nhiều. Đúng rồi đó, chú hàng xóm của tôi. Là sao? Tự nhiên cái chị im giữa chừng vậy? Ý của tôi nói là mấy người hàng xóm của tôi cũng rất là thích ăn rau củ quả sạch, chứ không có ai thích ăn mấy cái loại rau củ mà có phân thuốc hay là hóa chất hết á. Ừ, bà nội tôi cũng vậy, nên trồng rau trên sân thượng nhiều lắm. Mình sẽ đi thêm vài trang trại trồng rau nữa coi sao. Dạ sếp. Hên quá, chút xíu nữa thôi là tiết lộ trang trại của chú Thành cho nó biết rồi. Anh ơi! Anh ơi! Sao? Bây giờ em muốn đi qua đó mà đi bằng cách nào anh? Bây giờ hai em chạy vòng ra, chạy hết con đường này, thấy bên tay phải có con đường nhỏ, chạy hết con đường đó, ra ngoài đó hỏi tiếp. Bây giờ anh có chị, hai em cũng không nhớ đâu nha. Dạ dạ, cảm ơn anh nha. Rồi rồi. Cảm ơn anh nhiều. Dạ chị ơi, chị. Ê, dạ. Chị cho em hỏi thăm là bây giờ em muốn đi qua cái con suối phía bên kia mà đi đường nào chị? Em đi hết con đường này em dạ. Ghé trái rồi xong em chạy khoảng chừng 2 cây số nữa em ghé phải là tới. Dạ, dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ em cảm ơn chị nha. Dạ không có chi. Dạ. Sếp bây giờ cứ đi thẳng đi rồi quẹo trái tới đó rồi tôi chỉ tiếp cho. Cái gì mà quẹo tùm lum vậy nè. Thôi, để tôi coi Google đi, định vị cho nó chắc. Thiệt ngã thiệt chứ, bây giờ không có sống luôn. Dẹp cái bài Google của sếp đi. Bộ sếp không nhớ chuyện lần trước hả? Tôi nói là tôi biết đường mà. Chị có chắc không đó? Vậy là bây giờ là tôi không nghe theo lời của bà Google, nghe theo sự hướng dẫn của chị đúng không? Tất nhiên là đúng rồi. Công ty thấy anh sao rồi? Dạ, bên đó cũng đang lùm xùm đó ba. Chắc là phải đợi cuộc họp cổ đông tuần sau, coi ông Hiển hay là bà Vi lên làm chủ tịch. Họ có xin lỗi mình, họ nói là chắc để mình thương lượng với chủ tịch mới luôn. Bà nghe nói cứ sự ngày hôm nay là do ông Hiển ngoại tình mà ra. Con nên lấy đó mà làm gương. Dạ con biết rồi ba. Con hứa với ba là con không làm lỗi nữa mà. Ba. Ba sao vậy? Ba mệt ba về nghỉ đi. Chiều nay con họp thay ba cho. Không sao. Cuộc họp chiều nay rất quan trọng. Họp để bàn về để giống mới. Ba thành tổ họp ba về sớm. Dạ.
Vậy ba thấy không ổn thì ba gọi cho con hay gọi chị Lý nha ba. Về phòng làm việc đi. Dạ. Vậy con về phòng trước. Nhớ là hồi nãy cô kia chỉ là đâu có gặp cái ngã ba nào đâu. Giờ sao bà chị? Thì có thể là cổ quên nói có ngã ba. Bây giờ sếp cứ quẹo phải đi, đi hết đường rồi mình tính tiếp. Chắc không đó. Tôi nhớ là cổ kia quẹo trái. Còn cảm thấy mà chưa chắc á thì quay lại hỏi lần nữa đi. Tôi không bao giờ suy luận mà không có căn cứ hết á. Sếp nhìn bên trái đi, đâu có một dấu bánh xe nào đâu. Chứng tỏ là con đường này đi vô rừng cho nên người ta mới không đi. Bây giờ mà còn quay lại đó mất thời gian. Trời thì tối tới nơi rồi. Thôi được, tôi chạy theo ý chị. Có gì chị tự chịu trách nhiệm. Thì tôi chịu. Chạy lòng vòng hoài vậy, tối nay tôi chị ngủ với khỉ luôn đó. Cái gì kỳ vậy ta? Nãy giờ mình đi đúng đường chỉ mà. Chắc là sai đường ngay chỗ cái ngã ba hồi nãy rồi. Tôi đã nói là quẹo trái mà một hai chị cứ kêu là quẹo phải. Bây giờ thấy chưa? Thì cũng tại người ta chỉ đường sơ sài chứ đâu phải tất cả tại tôi đâu. Biết vậy hồi sáng thuê xe mà nay nó đi cho rồi. Bây giờ là quay lại chỗ ngã ba đó, xong rồi vòng lại hỏi cô kia lần nữa. Chị với bà Google kẻ tám lạng người nửa cân. Làm ơn đừng có suy luận lung tung như tôi một cái. Được rồi, sếp tự đi một mình đi, không có công đổ thừa cho tôi. Tôi tự đi rồi chị làm sao? Miễn sao tôi về tới khách sạn là được rồi. Bà con sao rồi hả? Bà con sao rồi? Bác sĩ đang cấp cứu cho ba trong đó đó mẹ. Bác sĩ ơi, chồng tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ, ba tôi sao rồi bác sĩ? Chúng tôi rất tiếc. Chị Dương, chị có sao không? Cái đồ khó ưa, cái đồ đáng ghét, bỏ hết chuyện nó dở rồi hả? Cũng mong là gia đình chồng của Nguyệt sớm qua khỏi được mất mát này. Còn đâu Phong đâu? Em nói là anh bận rồi mà. Hôm nay đi làm thì không nói. Đám tang diễn ra tới 3 ngày lận, cũng phải ghé qua chứ. Anh chào chị. Chào em. Dạ, chị cho em hỏi anh Phong anh có trên công ty không chị? Em gọi cho anh nãy giờ mà không được. À, chắc là Phong đang họp với ekip á. Cứ để cổ tới công ty tìm họ như vậy á, lỡ tạo schedule không hay cho anh. Alo. Alo mẹ, con có chuyện muốn nhờ mẹ. Chuyện gì con? Mẹ tới gặp con đi. Có chuyện gì vậy ta?